Những năm qua, Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Với sự hình thành và phát triển của các tổ chức hỗ trợ, cơ sở ươm tạo và đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đã khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Giữ vai trò trung tâm của khu vực miền Trung Tây Nguyên, Đà Nẵng đã và đang nỗ lực để trở thành một trong ba trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Theo đó, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, chương trình để đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố, hai trung tâm khởi nghiệp thuộc các trường đại học, 9 vườn ươm, 4 không gian sáng tạo, 10 câu lạc bộ khởi nghiệp. Đến nay, Đà Nẵng đã phát triển 163 dự án khởi nghiệp, 61 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng nhanh, gọi vốn được hàng triệu đô la Mỹ như Datby, Sally, Hecate. Hầu hết các sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã bắt đầu thương mại hóa, tiếp cận thị trường. Hiện nay nhà trường có câu lạc bộ khởi nghiệp trong sinh viên và đặc biệt là hệ thống các cái giáo trình nâng cấp các kiến thức, trang bị những kiến thức từ vỡ lòng cho đến chuyên sâu trong lĩnh vực khởi nghiệp ở trong nhà trường được đưa vào chương trình đào tạo dưới nhiều dạng khác nhau. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ban hành 19 chính sách liên quan hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển khởi nghiệp như hỗ trợ trực tiếp cho các dự án doanh nghiệp, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ. Thành phố đã hỗ trợ 5 tỷ đồng cho 27 lượt doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp. Các doanh nghiệp khởi nghiệp Đà Nẵng có thể tiếp cận chính sách hỗ trợ đổi mới khoa học công nghệ thành phố với mức hỗ trợ tối đa đến 700 triệu đồng một dự án. Đà Nẵng đã hai lần nhận giải thưởng thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam vinh danh vào các năm 2020-2022. Ở trong các trường đại học thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các cái cuộc thi, tổ chức các cái sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên, các cái cuộc thi về khởi nghiệp trong các trường đại học, cuộc thi về sinh viên nghiên cứu khoa học để qua đó lan tỏa cũng như là ươm mầm khởi nghiệp từ trong sinh viên ở trong trên ghế nhà trường. Thứ hai nữa là chúng tôi hỗ trợ, có cái chính sách hỗ trợ các vườn ươm để triển khai thực hiện các cái chương trình ươm tạo, huấn luyện các cái dự án khởi nghiệp. Đối với các cái dự án khởi nghiệp mà tiềm năng có tính khả thi cao thì Sở Công nghệ có cái chính sách hỗ trợ trực tiếp các cái dự án này để mà phát triển các cái sản phẩm khởi nghiệp của mình. Đặc biệt, Đà Nẵng đã tổ chức thành công sự kiện Ngày hội khởi nghiệp định kỳ hàng năm. Qua 8 lần tổ chức, Ngày hội khởi nghiệp SHOP Đà Nẵng đã thu hút và kết nối đầu tư của nhiều chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm, các đối tác trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng. Thành phố đang tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để thúc đẩy mạng lưới khởi nghiệp phát triển. Từ năm 2020 đến nay thì Sở Công nghệ đã hỗ trợ được khoảng trên 20 lượt doanh nghiệp và với kinh phí là khoảng 5 tỷ đồng. Tuy nhiên đó là một cái chính sách dành riêng cho khởi nghiệp. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp có thể tiếp cận các chính sách khác nữa. Các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận chính sách khác nữa như là về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ này, hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm khởi nghiệp, rồi hỗ trợ đổi mới công nghệ. Đó là những cái chính sách chung cho các doanh nghiệp và trong đó có doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đà Nẵng cũng đã và đang nhận được rất nhiều sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các tổ chức, chuyên gia khởi nghiệp hàng đầu thế giới, tham gia đào tạo các startup những kỹ năng kinh doanh tiệm cận được với khởi nghiệp thế giới. Nhiều chuyên gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng cũng đã tham gia vào những hoạt động của hệ sinh thái quốc gia. Với kết quả đạt được cho thấy Đà Nẵng là địa phương có những lợi thế và khả năng rất lớn để thúc đẩy khởi nghiệp, hướng đến mục tiêu phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.